mới mà là cho là nước sữa thôi, nước sữa thấy được rồi. Và quý vị thấy không, về lo cái điều kiện nó có khó khăn cho con mượn động cơ làm cho con mượn gì trời, cái này phong thủy hả, đợi đợi con mượn cái coi lo đây người chứng nè. Cái này là cái gì, ý nghĩa là cái gì? Hai miếng nó mới sàn, có chứ có rồi. Cái này con gì đây? Cái con cọp phải không? Cọp gì? Con mèo. Lý do gì đây con mèo? Trời ơi, mai là chị chưa thấy mẹ con tôi đó, tôi mới cho lên sân khấu đó. Thấy con mà đời không? Nói quý vị nghe quý vị. Hôm nay mình đến đây gặp cô Hằng, cô Hằng rất là đẹp và bằng da bằng thịt đó. Hôm nay con cũng đến đây cảm ơn rất nhiều. Cô Hằng muốn mua cái này bao nhiêu chiếc mà không được, đúng không? Cái này nó nhỏ. Mua là bình thường, trên nó mới đã chứ. Mày nhiêu chỉ đây? Một cây. Con cây không? Cây hai giống chơi thì cây. Nhìn nó ép rồi nha, dễ thương lắm nha. Này cây đúng không? Cây vợ nhiều. Ba năm triệu thì bán 40 triệu bán không? Đeo gì chịu không nổi luôn, gì không? Chơi sắp hơn em luôn, mới tóc cao hơn em nè, rồi đeo cái này bự hơn em, thì như có thứ bự hơn không được. Quá đông. Không bự được, đúng không? Nhưng mà này ta có một cây, nhưng có một cây. À, cái hai đúng rồi. Nhưng mà ta có miếng vàng, được không? Trời, quý vị thắp đeo hết sĩ không quý vị? Nghe nè, thấy ông xoàn tôi chưa? Đá giả. Trời ơi, dạ tin con, cho cô này được không? Đổi ngang luôn hả? Đổi ngang nè, biết sao không? Nếu mà đổi ngang á, sợ có người không dám nhận thôi, đúng không? Trời ơi, nè, trên lộng lẫy quá thật. Chủ quán bar luôn. Nè, quý vị ơi, đây là chủ quán bar nha. Bây giờ quán bar nhưng chơi vô nhiều lắm, đúng không? Quá vàng. Ngoài chủ quán bar có biết nhảy không? Nhảy với cô ngoại được không? Người dễ thương quý vị ơi nè, nói gì nói đi. Tại vì bên này là em làm 2 tiệm nail ở tại khu phố Tây Bùi Viện và 3 quán nhậu ở tại khu phố Tây Bùi Viện đó. Cảm ơn cô. Nói gắn vô đó xấu lắm cô, kỳ quá. Con đẹp và cô chơi dìm hàng con. Thôi. Chơi đồ rất ấn tượng không? Vậy là khó khăn. Nếu mà lỡ cô có mẫu tiên thiếu tiền cho con mượn không? Cái dây này bao nhiêu cây? Trời ơi, như đây này đã ám sát được rồi. Sao nó con không mượn chút nữa? Cái đất tàu mà tay xíu nó dạy. Cô cảm ơn con đứa thăm cô nha. Nhớ hết bụng vô. Cảm ơn chị nha. Rồi các bạn đẹp lên luôn hà. Đẹp xíu quá nè. Mới cái đầu tóc như một cái núi hà. Xíu nha. Nói mọi người cái này đi. Dạ, tại vì mọi người trên hỏi nha, nãy cho mọi người đi chơi, mọi người có làm rớt tiền á, một sắp tiền cũng mini nè. Mọi người kiểm tra lại trong đó của mình có bị rớt tiền không, thì mọi người để liên hệ với khu kỹ thuật phía sau của em nha. Tại vì để xác minh lại số tiền nó như thế nào ha. Mọi người đi chơi mà cô đó quên rớt tiền á, thì mình liên hệ lại với cái khu kỹ thuật của em nha. Rớt tiền thì kiếm được chứ rớt tình mà mất luôn nha quý vị. Ok, bây giờ hát cho quý vị nghe, quý vị thích nghe hát nhạc sôi nổi hay là nhạc im dịu ạ? Sôi nổi đi cô yêu ơi. Yêu cô ơi. Tụi con yêu cô. Chỉ còn một nốt nhạc nữa thôi là tôi trở thành người thân rồi. Mà anh Dũng chắc là bây giờ hối hận lắm đó.
ơi con trời cũng rồi. À có nhiều người hỏi tôi là ở đâu, tôi không biết, chắc là đất trời rơi xuống. Ở trên trời đất một lỗ rơi vào Nguyễn Phương Hằng xuống. Cho nên là có những điều tôi làm hay giống ai cũng may dám giống tôi. À có nhiều người nói tại sao tôi không hưởng thụ đi, tôi không có thế này thế nọ kia. Thì cái đó là tôi thừa biết, tôi thừa hiểu. Tôi đi nắng, đi mưa, đi sương, đi gió nhiều rồi, tôi muốn sự bình an lắm chứ. Nhưng đôi khi cuộc đời nó sứ mệnh rồi thì làm sao bình an được. Đúng không quý vị? Tôi làm gì miễn lương tâm tôi biết. Tôi chơi thì tôi chung, làm thì tôi chịu. Được không quý vị? Được. Thế là hôm nay thì đã nói là cái tình của anh Dũng dành cho tôi không thể nói hết được. Tôi có kể với quý vị gặp cái tay cũng được là anh Dũng là người đàn ông thực sự là như thế nào. Tất cả những cái gì mà vợ yêu thích, anh Dũng giữ tất cả người làm ở trong nhà anh Dũng hết lại. Mặc dù là không có tôi, từ cái giỏ sách, từ đôi giày, từ tất cả anh cho lao chùi thường xuyên và đồ đem về khắp thường xuyên. Có phải người đàn ông nào cũng làm được điều đó cho vợ, vì anh biết rằng tôi là một người rất là điệu, rất là tham mê tài sản bữa trang, rồi tham mê quần áo lụa là tôi thích lắm. Cho nên anh biết anh giữ gìn hết tất cả. Tôi khi là tôi bước chân về nhà, ví dụ như khi tôi bước chân về nhà, thực sự tôi xúc động, tôi muốn khóc luôn. Tôi nghĩ chắc nó cũng tan hoang, hoặc là nó có sử dụng những cái biến chuyển, hoặc là nó không có ổn đâu. Nhưng mà không ngờ là anh Dũng anh đây giữ tất cả những gì có thể. Và hôm nay tôi rất thú vị rằng trước khi tôi đi tù và khi tôi về để Đà Nam đã không còn làm nữa, chúng tôi có thể tiếp tục hành trình của đời mình lại đi giúp dân. Được không quý vị? Ai chẳng có những lúc thế này thế kia, nhưng cái quan trọng cái chân lý phải là chân lý. Cho nên tôi rất rất tự hào vì tôi có một người đồng làm Dũng Huy Dũng, và tôi tự hào là bản thân tôi không có lỗi với nhân dân. Như vậy là tôi vui rồi. Còn sáng nay tôi chia sẻ với quý vị là cái chuyện mà tại sao mà tôi bị như thế đó, thì tôi cũng thật sự là tôi xin lỗi ông Phan Văn Mãi. Bởi vì bản thân tôi biết ông Mãi không phải là người ra định mắt nhất tôi. Cho nên dù muốn dù không gì tôi cũng phải nói một lời xin lỗi ông, vì lương tâm tôi không cho phép tôi để mọi người nghĩ sai rộng. Ai đúng ai sai có trời biết đất biết, và ai hại tôi biết. Đúng không quý vị? Chơi là phải công bằng, sai là phải nhận lỗi. Đúng không quý vị? Mình người lớn mà đâu có thể là mình xúc phạm người ta hay là mình nghĩ xấu người ta rồi mình lại làm lỡ được. Tôi xin lỗi ông Mãi vì rất nhiều người thương tôi mà dùng những lời lẽ không hay dành cho ông Mãi, thì hôm nay tôi chính thức tôi xin lỗi ông Mãi vì ông ấy cũng không có đủ quyền để mà bảo là không bắt tôi hay là bắt tôi, vì còn một người cao hơn được. Và còn pháp luật thì sai là phải đi tù, xác định như vậy đi khỏi năm tầng. Được không quý vị? Được. Và tôi đã về, tôi nghĩ rằng là một hai hôm nữa thôi tôi sẽ quên lại mấy chuyện tù tội đi. Vì quý vị biết không, mười mấy 20 ngày nay tôi ngủ tôi vẫn chưa tin tôi đã về nhà. 2-3 giờ đêm tôi mở mắt ra, xong tôi nhìn lên tường nhà, tôi quay qua tôi thấy chồng nằm kế bên. Tôi tưởng, tôi cảm thấy tôi muốn khóc. Tôi đã về được rồi sao? Tôi lại chảy nước mắt, tôi lăn qua thôi. Tôi mới nghĩ rằng là tôi đã về nhà. Đúng không? Tôi bất ngờ. 2 năm 6 tháng không phải thời gian dài, nó không dám nói như vậy. Một mình tôi lăn lóc sống trong một cái thế giới quá nhiều là tội quá. Quý vị thấy không, cái tội của em đó là thêm một cái mà còn chưa có phán quyết, là tại em chạy được cái nguy hiểm. Ok, bây giờ em xin hát một bài tặng cho quý vị nha.